Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn máy thổi côn SD400 của Leon được sản xuất từ Anh nha. Máy này phụ kiện nó gồm có nem ống nha, nem ống thổi côn nha. Và một dây đeo cầm tay. Màu mẹ của nó này nha. Cái lớp của nó không có gì ạ, chỉ ngồi lắp pin thôi nha. Mình chỉ cần là đè cái này xuống và kéo này xuống là lắp pin được. Máy này sử dụng là nem pin tiêu nha. Còn cách sử dụng của máy này là mình chỉ cần đè cái này. Máy này là 3 nút. Nhưng mà mình chỉ sử dụng được một nút, còn hai sử dụng được nút này. Mình đè cái nút này là nó hiện thứ ngày tháng với lại ngày giờ của máy thôi. Còn hai nút này là mình không nên đụng tới nha. Tại do cái nút này là từ bên sản xuất nó đã đưa sẵn nhưng mà nó không được sử dụng gì nhiều. Cùng mình muốn đo máy nồng độ cồn á. Mình chỉ đỡ như thế này. Mình để ý nha, mà máy này nó có một cái lỗ đỡ đúc vào, đúc ống vào, lắp ống vào. Là mình lắp như đè nó xuống thôi. Rồi biết đâu đó. Khi mà nó hiện chữ provide sample là mình bắt đầu mình đo. Khi mà mình đo xong á, nó sẽ hiện believe. Thì nó sẽ hiển thị là vui lòng chờ. Sau khi nó hiện provide sample là mình đo lại lần thứ hai để ra thử có đúng lại kết quả cái lúc ban đầu mình đã đo hay không nha. Nó lại hiện clip vai và ra kết quả. Sau khi nó hiện clip vai lần thứ hai thì là xong nha. Rồi nó quay lại vừa provide sample nha. Là đã kết thúc rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video này.